Ok, đây là seri number của máy. Thì cái này là đúng cái số seri là anh sẽ gửi cái mặt hàng này cho em. Bây giờ là anh sẽ test tất cả các channel trước khi gửi hàng cho em á, thì anh sẽ test những cái channel ha. Thì channel thứ nhất ở đây. Alo, 1 2 4 5 6. Lô, 1 2. Rồi, echo của channel thứ nhất. Tắt. Channel thứ hai. Alo, 1 2 4 5 6. Thứ ba. Alo, 5 6 7 8. Alo, 2 3 4 5 6. Cái máy này về đó là mới gần như 99.9%, nó rất là bóng. Đấy, còn bóng lưỡng à. Alo, 1 2. Alo, 1 2 4 5 6. Bây giờ test tay lại 6 ly. Đi. Alo, 1 2 3. Rồi, lại ok. Đi. Alo, 1 2 3. Rồi, ok ha. Nhìn rất là đẹp, đường nét. Quay sát vô để coi máy chưa có một cái chạy luôn. Đó. Rồi xong rồi.